good for the big swing. Học ngành gì để được định cư? Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải tìm ra trong cái clip này các bạn. Khi mà chúng ta chọn một cái ngành nghề để đi du học á, thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi cho mình là mình học xong mình sẽ làm ở đâu và mình sống ở đâu. Nếu như các bạn học xong để về Việt Nam đi làm hoặc đi một số các nước khác để làm, thì câu trả lời sẽ rất là đơn giản là các bạn có thể tìm hiểu những cái nước khác, hoặc là học ở Việt Nam thì các bạn có thể học với cái ngành nghề mà mình đam mê, mình yêu thích, hoặc là gia đình mình yêu thích, vân vân, giống như là trước giờ vẫn như thế. Nhưng mà nếu như câu trả lời của các bạn là tôi đi học để sau đó tôi định cư ở cái đất nước đó, thì cái ngành nghề học các bạn cần phải chọn lựa lại. Tại vì sao? Tại vì không phải ngành nghề nào chúng ta cũng có thể định cư. Úc, Canada, Mỹ, vân vân và New Zealand thì tất cả họ đều có một cái danh mục những cái ngành nghề để được định cư. Tại vì khi nào họ thiếu hụt về cái lực lượng lao động đó, họ mới cần tới để đưa những cái lực lượng lao động từ nước ngoài qua sống ở họ, sống ở đất nước đó và làm việc ở đất nước đó để phục vụ cho cái xã hội đó. Nên là không phải là ngành nghề nào các bạn cũng có thể học được và cũng có thể định cư được. Đó là một câu hỏi mà chúng ta luôn luôn phải tìm hiểu thật là kỹ trước khi mình quyết định là mình đi du học và mình học ngành gì các bạn nhé. Cái danh sách của New Zealand, chính phủ New Zealand họ thay đổi thường xuyên, tại vì họ tham khảo cái nhu cầu lao động trong thị trường, rồi lúc đó họ mới đưa ra rằng là trong tương lai những cái ngành nghề nào mà mình sẽ còn đang thiếu thì mình sẽ nộp đơn định cư. Nhưng theo cách nghĩ của mình á, thì các bạn cũng nên chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn sẽ qua đây học trong một thời gian ngắn và xin việc làm để định cư. Học trong thời gian ngắn có nghĩa là học một năm để lấy một cái bằng là Postgraduate Program, là bằng chứng chỉ sau đại học, hoặc là một chương trình thạc sĩ 1,5 năm cho tới 2 năm để lấy một cái chương trình thạc sĩ. Tại vì sau khi mà học những cái ngành nghề mà sau đại học á, thì là bạn sẽ có 3 năm được ở lại New Zealand để tìm việc làm. Thì nếu như chỉ cần học trong 1 cho tới 1 năm rưỡi thì có thể rằng là những cái ngành mà bạn chọn nó không có bị thay đổi nhiều. Nên là cơ hội để các bạn xin được việc làm và xin được hồ sơ định cư vẫn còn có khả năng xảy ra. Trường hợp thứ hai là bạn đi học từ cấp 3 và bạn học nguyên một cái quá trình là 3 năm cho tới 4 năm đại học ở New Zealand, thì các bạn cần phải suy nghĩ cho chắc chắn. Tại vì khoảng một cái thời gian mà 3 cho tới 4 năm sau khi học xong thì cái ngành nghề đó nó có thể nó đi ra khỏi cái danh sách ngành nghề đang cần thiết ở New Zealand, thì lúc đó thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn ha. Đối với những bạn mà chúng ta chọn một cái thời gian đi học là quả một cái quá trình là học bằng cử nhân ở đây từ 3 cho tới 4 năm, thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc mà tham khảo các danh mục ngành nghề thiếu hụt của New Zealand trong một thời gian dài, long term shortage list, thì mình cũng nên tìm hiểu về lý do tại sao họ có cái danh mục đó. Thứ nhất, khi mà mình hiểu được cái mục đích sâu xa thì có thể mình sẽ dự đoán được một số cái ngành nghề nào ha các bạn ha. Thứ nhất á, là New Zealand là một đất nước già, dân số già, dân số người già nhiều. Nó cũng giống như một số nước châu Âu á, thì là người già nhiều, dân số của nó già, nó là một đất nước nhỏ. Nhưng vấn đề của New Zealand đang gặp phải trong hiện nay là khi New Zealand trong vòng 10 năm trở lại đây, họ đã mở cửa để... Trong vòng 10 năm trở lại đây họ đã mở cửa để cho những cái cư dân của các nước khác đi qua đây định cư á, thì là cái số lượng người đang ở New Zealand tăng rất cao, rất nhanh. Và dân số thực sự của nó chỉ có 5 triệu người, nhưng mà cái lượng học sinh, du học sinh từ các nước tới thì cũng rất là nhiều. Lực lượng du học sinh của nó đông đến cái độ mà nó có thể ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của New Zealand. Do đó số lượng người của New Zealand đang tăng rất nhanh. Khi mà một cái đất nước nhỏ với một cái hệ thống cũ á, mà có một cái lực lượng dân số tăng rất là nhanh, thì những cái chuyện gì đó xảy ra? Cái thứ nhất, nó sẽ cần thêm nhà ở, nó sẽ cần mở rộng đường xá, nó sẽ cần xây thêm bệnh viện, nó sẽ cần người để chăm sóc những người già của nó. Thì đó là những cái mà nó sẽ ưu tiên phát triển trong thời gian dài. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là cái danh sách
mà thiếu hụt nhân sự lao động trong một cái thời gian dài, nó cũng có những cái ngành nghề mà chúng ta chỉ ra. Đầu tiên là ngành nurse, y tá, ngành y tá chăm sóc người già, ngành bác sĩ, ngành kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện điện tử, những cái người mà liên quan tới các ngành xây dựng này, những cái người làm về điện điện tử này, rồi xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, nhà cửa, nhà ở vân vân, rồi đầu bếp. Thì đó là những ngành học mà đang thiếu, New Zealand đang thiếu rất là nhiều, và họ nghĩ rằng là trong tương lai họ cũng cần cái lực lượng lao động này rất là cao để mà đáp ứng được với cái việc mà cái xã hội càng ngày càng đông người đến đây ở. Thì nếu như các bạn nghĩ muốn xin được việc làm ở New Zealand sau khi học xong thì hãy chọn những cái ngành đó. Ví dụ như mình nói lại ha, những cái ngành đó và những cái chi tiết của các ngành đó thì các bạn có thể tìm đọc ở trong cái danh mục là những cái ngành nghề thiếu hụt trong thời gian dài mà mình để ở trong cái comment ở bên dưới. Cái bảng danh sách này có thể thay đổi, nhưng mà một số nghề mà mình nghĩ mà mình vừa mới nói với các bạn thì có khó có khả năng thay đổi, tại vì đất nước đây nó đang phát triển, nó đang cần phải mở rộng hơn, nên cái lực lượng lao động trong những ngành này nó vẫn sẽ còn cần rất là nhiều. Một số cái ngành nghề mà mình nói với các bạn á, mình vừa mới nói ở trong cái danh mục mà sẽ thiếu hụt trong thời gian dài đó, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ vẫn còn thiếu rất là lâu nữa, chứ không phải là chỉ trong thời gian ngắn đâu. Tại vì đất nước này nó sẽ phải cần đang mở rộng, và dân số của nó thì ngày một già đi rất là nhiều. Thì sau cái mùa Covid là mình đã nhìn thấy được cái lỗ hổng đó, tại vì sau mùa Covid là cả mọi người đều nhìn thấy được rằng là hệ thống y tế của New Zealand đã quá già rồi, quá cũ rồi, quá yếu rồi, nó không đủ cho cái lượng người mới đang tham gia vào trong xã hội. Rồi cái giáo dục cũng vậy, cũng thiếu giáo viên, nó cũng thiếu rất là nhiều giáo viên, tại vì bây giờ mỗi cứ một gia đình đi qua đại học tiến sĩ, trung bình là họ sẽ mang hai đứa con của họ qua đây, thì hai đứa con trong độ tuổi đi học đó thì các bạn cứ nhân lên coi cái lượng lượng mà đang đi du học sinh ở New Zealand đang rất là cao, lực lượng du học sinh của New Zealand đang rất là cao, do đó là cái nhu cầu để cần phải có thêm giáo viên mầm non này, bác sĩ này, y tá để chăm sóc cho những cái người già, cho cái dân số nó đang già đi này, rồi cái việc mở rộng xây thêm nhà cửa vân vân nó đang rất là cần thiết. Và sau cái mùa Covid họ đã thấy rằng là người dân New Zealand ở đang khắp nơi trên thế giới, trước giờ đi lao động ở các nơi trên thế giới á, họ đang cảm thấy rằng là đất nước này nó đang an toàn, nên là họ quay về đây khá nhiều, làm cho nhu cầu mua nhà đang càng Giá ngày càng nhà của tăng New cao. Zealand sau mùa Covid là tăng rất là ghê gớm, ba mươi mấy phần trăm cho tới 40 mấy% giá trị một căn nhà đã tăng lên. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mức tăng nó cao như thế nào, do đó cái nhu cầu xây dựng nhà mới, và có quá nhiều nhà, có thêm quá nhiều xe thì họ sẽ phải mở rộng đường xá, rồi đường cấp nước, rồi giao thông vân vân, rất là nhiều thứ, nên là nhu cầu cho cái lực lượng lao động này sẽ rất là nhiều. Như vậy thì các bạn có thể suy nghĩ đến việc mà mình sẽ chọn lựa những cái ngành học phù hợp với các nghề nghiệp này để cho cái khả năng xin việc làm của mình sau khi tốt nghiệp nó cao hơn. Thì khi mà cái khả năng xin việc làm tốt nghiệp nó chỉ cần là bạn có một cái job đáp ứng được cái mức lương đặt ra, và cái job đó nó nằm trong cái danh mục mà họ sẽ thiếu hụt trong tương lai, có nghĩa là bạn có thể ở đây làm cho tới già vẫn luôn luôn có job để làm, thì bạn sẽ được định cư. Ok, như vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là học ngành nào để đảm bảo chắc chắn là sẽ được định cư. Để đảm bảo chắc chắn thì mình không nghĩ rằng là có một cái ngành nghề nào mà đảm bảo chắc chắn, tại vì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tùy thuộc vào việc là sau này bạn có xin được việc làm với cái ngành nghề đó hay không, rồi mức lương mà bạn đi làm có đủ cao so với cái yêu cầu mà chính phủ đặt ra hay không, rồi tiếng Anh của bạn vân vân, có rất là nhiều thứ để tác động tới một cái hồ sơ định cư. Quản trị kinh doanh là một ngành hot ở Việt Nam, vì liệu chúng ta có nên học quản trị kinh doanh để xin định cư ở nước ngoài hay không? Câu trả lời là không. Tại sao vậy các bạn? Tại vì á, khi mà các bạn học quản trị kinh doanh ra, một là bạn sẽ làm trong, nói là gọi điều hành doanh nghiệp á, thì chuyện đó rất là xa vời. Chuyện điều hành doanh nghiệp là chuyện rất là xa vời, nên khả năng chúng ta sẽ được đi làm trong những cái ở nước ngoài thì chúng ta sẽ đi xin trong những cái việc giống như là làm trong office nè, làm thư ký nè, rồi làm sales bán hàng, rồi đi làm lễ tân, làm những cái nghề mà chủ yếu là ở trong văn phòng hoặc là đi tiếp xúc khách hàng. Nhưng sự thật ra là khi mà các bạn làm trong văn phòng và đi tiếp xúc khách hàng, có nghĩa rằng bạn phải tiếp xúc với rất nhiều người, hoặc là bạn phải nằm
và trả lời điện thoại rất là nhiều. Thì những cái mục đó đều đòi hỏi, một, nếu như bạn tiếp xúc với khách hàng thì bạn phải có ngoại hình, và thứ hai, bạn nói chuyện như là người local, tiếng Anh của bạn phải rất là lưu loát, tại vì đôi khi những người local họ sử dụng những cái slang, những cái từ mà nó hơi tiếng lóng một chút xíu của địa phương họ, và mình cũng vẫn phải hiểu. Cái thứ hai, nếu như bạn trả lời trong điện thoại thì bạn sẽ đặt câu hỏi rằng nếu như mình nói chuyện trực tiếp với họ mà mình còn chưa nghe rõ thì mình trả lời điện thoại mình nghe có rõ hay không. Như vậy, khả năng để mà xin việc làm cho những cái người mới ra trường, học trong những ngành quản trị kinh doanh, nhân sự, vân vân, thì khả năng xin việc làm của nó, mình không nói rằng là không có, nhưng mà rất là thấp. Khả năng xin được việc làm trong những cái ngành đó rất là thấp, tại vì mình phải cạnh tranh với người bản xứ, mình phải cạnh tranh về ngoại hình với họ rất là cao, ráo, tóc vàng, xinh đẹp, và dịch vụ của họ cũng rất là tốt, và mình phải cạnh tranh với tiếng Anh của họ. Thì cái đó nó sẽ rất là khó khăn cho người Việt Nam mình khi xin việc làm. Nên là cái ngành quản trị kinh doanh hoặc là ngành marketing rồi đi bán hàng thì mình nếu mà sẽ không cạnh tranh lại với người bản xứ, và thứ hai là người Ấn Độ, tại vì trình độ tiếng Anh của họ rất là lưu loát, hoặc là kể cả những cái nguồn lao động mà họ tới từ châu Âu hoặc là Mỹ thì tiếng Anh của họ cũng rất là tốt hơn mình, ngoại hình họ cũng tốt hơn mình, vân vân, rất là nhiều thứ. Nên là chọn cái ngành quản trị kinh doanh để đi học, hoặc là ngành quản trị tài chính để đi học và tìm ở lại, thì đó, theo như ý kiến cá nhân của mình, thì đó không phải là một giải pháp tốt. Mà chúng ta hãy chọn thiên về những cái môn về kỹ thuật. Thì những cái môn về kỹ thuật thì chúng ta sẽ tự làm việc với một cái đội nhóm nhỏ, chúng ta sẽ làm việc với những cái project của riêng mình, vân vân, thì nó sẽ hạn chế, nó sẽ ít cái khả năng mà mình tiếp xúc với người ngoài. Và bản thân người Việt Nam mình cũng giỏi về mặt kỹ thuật hơn, mình tính toán giỏi hơn, mình làm toán cũng giỏi hơn. Rồi về mặt kỹ thuật thì chúng ta chăm chỉ hơn họ, chúng ta chăm chỉ hơn và chúng ta sẽ làm tốt hơn người bản xứ rất là nhiều. Nên là mình không khuyến khích các bạn hoặc là các em nhỏ đi học cái ngành quản trị kinh doanh hoặc là quản trị tài chính, quản trị nhân sự vân vân để mà đi làm trong cái lĩnh vực này. Trừ phi những cái anh chị nào mà đã từng đi làm ở Việt Nam với những công ty đa quốc gia, những công ty lớn trong những cái ngành này có những cái kinh nghiệm rất là nhiều, thì khả năng xin việc làm của các anh chị đó ở New Zealand nó sẽ cao hơn là các em nhỏ vừa mới ra trường và đi xin việc làm trong những cái ngành này. Như vậy là chúng ta đã vừa bàn xong câu chuyện là học ngành gì đã được định cư ở New Zealand. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ để ở dưới comment, mình sẽ trả lời sau cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.